Kính chào quý vị, bây giờ là những thông tin về tình hình tài chính và thị trường. Thưa quý vị, chỉ sau chưa đầy một năm triển khai gói tín dụng 15.000 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất, xuất khẩu lâm sản đã hoàn thành trước thời hạn, trên 6.000 khách hàng đã được giải ngân. Tốc độ này cho thấy nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngành lâm thủy sản là rất lớn. Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại triển khai chương trình tín dụng 15.000 tỷ đồng với lãi suất thấp hơn tối thiểu từ 1 đến 2% một năm so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn. Đây được xem là giải pháp thiết thực và ý nghĩa, thể hiện tinh thần đồng hành của ngành ngân hàng trong việc hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị, trước thực tế nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp ngành lâm thủy sản đang còn rất lớn, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã chỉ đạo các ngân hàng thương mại nghiên cứu bổ sung nâng quy mô gói tín dụng này thêm 15.000 tỷ đồng để trở thành gói 30.000 tỷ đồng hỗ trợ cho lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu lâm sản, thủy sản và đã nhận được sự đồng thuận của các ngân hàng thương mại. Đặc biệt, gói cho vay tín dụng gói 30.000 tỷ đồng là một trong những cơ chế chính sách rất cụ thể, tích cực, hiệu quả được Chính phủ rất ủng hộ. Sau khi giải ngân hết gói 30.000 tỷ đồng mà đạt hiệu quả, tạo được cú hích cho doanh nghiệp phát triển vươn lên, Ngân hàng Nhà nước sẵn sàng báo cáo Chính phủ nâng gói này có thể lên 45.000 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp. Đến nay, các ngân hàng thương mại đã hoàn thành việc đăng ký nâng quy mô và tiếp tục giải ngân cho vay với doanh số lũy kế trên 17.500 tỷ đồng, đạt 58,3% tổng doanh số cam kết cho vay chương trình theo quy mô 30.000 tỷ đồng, với trên 6.500 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, doanh số cho vay đối với ngành hàng thủy sản đạt trên 13.000 tỷ đồng, đối với ngành hàng lâm sản đạt trên 4.450 tỷ đồng. Việc giải ngân cho vay tập trung phần lớn đối tượng khách hàng doanh nghiệp chiếm gần 83% tổng doanh số cho vay. Khách hàng cá nhân, hộ gia đình chiếm 17%. Thưa quý vị, Vietcombank vừa triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024 với mức lãi suất ưu đãi thấp hơn đến 1,5% so với mặt bằng lãi suất hiện hành. Với chương trình này, Vietcombank đã giảm tới 0,5% một năm lãi suất cho vay Việt Nam đồng cho các khoản vay hiện hữu của khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với thời gian áp dụng trong 3 tháng từ ngày 1 tháng 4 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024. Cũng trong thời gian này, Vietcombank triển khai các gói cho vay mới với lãi suất giảm tới 1,5% một năm so với mặt bằng lãi suất cho vay hiện nay, nhằm hướng đến mục tiêu ngày càng nhiều doanh nghiệp, người dân tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất cho vay thấp. Chương trình sẽ hướng đến các khách hàng thuộc các ngành sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp, các lĩnh vực xuất khẩu, năng lượng, khoa học công nghệ và phục vụ nhu cầu đời sống của người dân nhằm thúc đẩy tín dụng, tạo động lực tăng trưởng kinh tế. Đây là động thái thể hiện sự nỗ lực của Vietcombank trong thực hiện các chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước vì mục tiêu chung hỗ trợ nền kinh tế phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh. Chuyển sang thông tin về diễn biến thị trường vàng trong ngày. Sáng ngày 18 tháng 4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 82,1 triệu đồng một lượng, bán ra 84,1 triệu đồng một lượng, tăng 400.000 đồng mỗi lượng so với sáng ngày 17 tháng 4. Giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại hiện đang mua vào ở mức 74,7 triệu đồng một lượng, bán ra 76,6 triệu đồng một lượng, giảm 100.000 đồng so với ngày trước. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, giá vàng ngày 18 tháng 4 đang giao dịch ở mức 2.370 đô la Mỹ một ounce. Vừa rồi là bản tin tài chính thị trường, bản tin có sự đồng hành của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Quảng Nam. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Không ví Apple Pay bẩn tay Apple Pay thôi Apple Pay nha, chỉ cần Apple Pay với thẻ Vietcombank. Với thẻ Vietcombank Visa Everlink và vay bạn nhận được gì? Với tôi, thẻ Everlink là cảm hứng ngày mới, là khoảnh khắc bên bé cưng, là dịp tự thưởng và tôi hưởng những ưu đãi trải nghiệm suốt hành trình. Cùng với tôi, thẻ Vibe là những tiếng cười, là mơ ước của con, là chuyến đi kỳ thú và tôi hưởng những ưu đãi tiện nghi tổ ấm. Mọi giao dịch cùng Vietcombank Visa Everlink và Vibe.
cộng bất tận hưởng vô vàn.